Xin chào anh chị và các bạn, thị trường chứng khoán Việt Nam cuối tháng 10 năm 2023 đã có rất nhiều những biến động mạnh Đặc biệt đó là nhóm cổ phiếu VIX, VINHOME, VRE giảm rất mạnh Điều đó làm cho các nhà đầu tư rất lo ngại về thị trường chứng khoán cũng như hoang mang không biết đánh giá như thế nào Bởi vậy cho nên là hôm nay AZFIN Việt Nam sẽ gửi đến các anh chị cái nội dung uh, VIX, VINHOME, VRE giảm mạnh, rủi ro hay cơ hội và bài học từ Warren Buffett thì ở đây những cái nội dung này không chỉ hữu ích đến đối với các anh chị ngay ở thời điểm hiện tại mà thậm chí rất hữu ích đối với các anh chị ngay cả các cái thời điểm khác mà có các nhóm cổ phiếu khác có sự suy giảm và biến động mạnh Và hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2023 Sau đây chúng ta sẽ cùng vào nội dung Đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy ở đây đó chính là biểu đồ giá cổ phiếu Vingroup Thì giá cổ phiếu hiện nay chỉ còn về quanh 41.000 đồng Tức là một cái mức thấp hơn cả mức thấp vào tháng 3 năm 2020 khi thị trường về tới 850 điểm từ đó có thể thấy rằng cái cổ phiếu VIX này suy giảm mạnh như thế nào. Nếu so sánh với cách đây khoảng độ 2 3 tháng, 2 tháng khi mà cổ phiếu VinFast niêm yết ở sàn chứng khoán Mỹ, giá cổ phiếu VinGroup đã lúc lên đến 76.000 thì việc giảm đã giảm tới 35.000 đồng, tức là giảm tới khoảng độ 45% trong một thời gian ngắn và phá đáy trong nhiều năm qua. Tiếp theo đó là cổ phiếu Vinhome thì cũng về mức giá thấp nhất tương đương với cuối tháng 3 năm 2020 khi Covid xảy ra. Và cổ phiếu VRE cũng về một cái mức khá thấp tương đương với cuối năm 2022. Vậy điều gì đã khiến cho nhóm cổ phiếu này giảm mạnh? Thì uh, theo chúng tôi nghiên cứu thì cho thấy rằng là cái tập đoàn Vingroup có thể gặp khó khăn từ hoạt động kinh doanh từ đó tác động mọi mặt đến nhóm cổ phiếu này gồm Vic, Vinhome, VRE và phần nào có thể tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Từ đó khiến cho mọi biến động của những cái nhóm doanh nghiệp này đều hết sức là phức tạp và ảnh hưởng rất nhiều không những đến chính nhóm này mà còn đến toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta à, và một điều không thể không nói đến đó là thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta được quyết định bởi 80 đến 90% là các nhà đầu tư cá nhân thế do đó những cái biến động này nó sẽ có tính lan tỏa mạnh hơn nhanh hơn và nguy hiểm hơn đối với thị trường và trong cái bối cảnh tập đoàn này cũng có những khó khăn nhất định thì uh, ví dụ như là vinfast chẳng hạn thì đây là một công ty gọi là đang có cái thua lỗ liên tiếp và cần vốn mở rộng kinh doanh rất nhiều không những ở việt nam ở mỹ thậm chí ở indonesia và ở rất nhiều các nước khác nữa trong khi cái nồi cơm chính của VinGroup đó chính là mảng bất động sản thì thời gian gần đây ghi nhận sự khó khăn nhất định do cái lượng bán hàng tương đối thấp và nguồn thu thì không được nhiều cho lắm. Nhiều anh chị cho rằng ồ oh, VinHome 9 tháng đầu năm 2023 lợi nhuận sau thuế thậm chí còn kỷ lục rất cao. Như vậy là hoạt động bất động sản tốt chứ? Nhưng thực ra nếu mà phân tích đánh giá kỹ thì anh chị có thể hiểu như thế này. Về cơ bản, nhóm bất động sản là họ bán và thu tiền trước đó rồi. Và đến khi hạch toán doanh thu và lợi nhuận ấy là khi bàn giao sản phẩm đó cho khách hàng thì họ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận. Tất nhiên ở những giai đoạn đó họ vẫn có thể thu được thêm một phần dòng tiền nhưng chủ yếu tiền thu được từ trước đó rồi. Và anh chị có thể xem cái điều này thông qua cái khoản mục gọi là người mua trả tiền trước hoặc thông qua báo cáo lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh có thể thấy rằng giai đoạn 2023 này đã có những khó khăn về mặt dòng tiền còn về mặt ghi nhận lợi nhuận rõ ràng là cao nhưng đó là cái kết quả của việc bán hàng từ năm 2022 và năm 2021 mà thôi. Tiếp theo, à, vậy thì VinGroup và VinFast liên quan ảnh hưởng đến nhau như thế nào? Thì đầu tiên là tập đoàn có công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam thì do chủ tịch Phạm Nhật Vượng thì nắm 33,1% đồng thời nắm 48,38% của VinFast Singapore. Còn tập đoàn VinGroup thì nắm trực tiếp 51,52% của VinFast Singapore và VinFast Singapore thì nắm 99,9% của VinFast. Điều này cho thấy rằng VinGroup có sự liên hệ cũng rất chặt chẽ đến VinFast. Cụ thể VinFast chính là còn của VinGroup. Và anh chị cũng lưu ý một điều như thế này, VinFast thì về cơ bản chúng ta cần phải xem VinFast nào. VinFast Singapore thì là ở thị trường Singapore, có trụ sở ở Singapore. Thế do đó cái việc ảnh hưởng thì chúng ta cũng cần phải đánh giá kỹ xem là ảnh hưởng đến VinFast ở Việt Nam nhiều hay ảnh hưởng đến VinFast ở Singapore nhiều. VinFast ở Mỹ mở rộng mạnh, nếu biết đó chính là VinFast nào thì khi đó chúng ta mới có thể đánh giá một cách chính xác và hợp lý. Tiếp theo thì uh, cụ thể những cái khó khăn như thế nào của VinGroup thì uh, anh chị có thể nhìn để, để thấy ở đây đây là báo cáo tài chính mới nhất của VinFast, công ty chuyên sản xuất ô tô con của VinGroup như chúng ta vừa đánh giá. Thì có thể thấy rằng tổng tài sản ngày 29 tháng 9 năm 2023 là 124.841 tỷ đồng. Tuy nhiên thì tổng nợ phải trả. Tổng nợ phải trả anh chị nhé. Đó là 189.000 tỷ. Thì soi chiếu ra thì như vậy là tổng vốn là âm 96.000 tỷ. Còn vốn chủ sở hữu tức là common common stock equity là âm tới 142.000 tỷ. Thì việc này nó đã giảm bỡ, nó đã gọi là cái tốc độ âm đã rất nhẹ rồi. Tức là ngày 29 tháng 6 thì là âm 141.000 tỷ. Thì đến 29 tháng 9 là âm có 142.000 tỷ như vậy là âm thêm có 1.000 tỷ thôi nhưng cũng cho thấy rằng vốn chủ sở hữu của công ty này anh chị lưu ý âm 142.000 tỷ tương đương với âm khoảng độ gần 6 tỷ đô la 5,7 5,8 tỷ đô la vốn chủ sở hữu âm anh chị lưu ý này như thế thì nguyên nhân của âm đó là do cái doanh nghiệp này đã có một cái sự lỗ rất là lớn trong những năm qua thì điều này dấy lên một cái lo ngại là ô Vinfast âm vốn lớn như thế, nợ vay nhiều như thế mà họ lại đang mở rộng rất mạnh, thì do đó cái nhu cầu để huy động vốn của Vinfast này còn rất nhiều. Huy động vốn trước tiên là để làm gì? Để làm giảm bớt những cái vốn chủ sở hữu âm, rồi sau đó đến việc mở rộng sản xuất kinh doanh mạnh ra toàn cầu. ở đây là toàn cầu nha, không chỉ ở Việt Nam đâu ạ, đúng không ạ. thì từ đó cho thấy nhu cầu vốn của Vinfast trong tương lai còn rất rất lớn nữa, thậm chí lên đến nhiều tỷ đô có thể lên đến hàng chục tỷ đô, đấy là có thể. Rồi tiếp theo, à, còn đối với công ty mẹ tập đoàn Vingroup thì sao? Thì đây chính là tập đoàn mẹ. Thế do đó là họ cũng có trách nhiệm trong cái việc gọi là bơm vốn và rất nhiều thứ khác cho VRE. Thì đối với tập đoàn mẹ thì tổng nợ phải trả là 478 ngàn tỷ, tương đương với khoảng gần 20 tỷ đô. Nhưng cái chúng ta cần quan tâm đó là nợ vay tài chính thì cái áp lực tài chính nó mới chính xác. Thì nợ vay ngắn hạn 95.183 tỷ, nợ vay dài hạn là 98.292 tỷ. Như vậy, tổng nợ vay là 193.500 tỷ. 193.500 tỷ. Nếu so với vốn chủ sở hữu là 14 mấy ngàn tỷ thì tương đương với khoảng độ 1,4 lần. 1,3, 1,4 lần, 1,3 lần. Thì 1,3 lần vốn chủ sở hữu cũng là một cái mức gọi là hơi cao tương đối cao một chút, nhưng mà trong cái bối cảnh bối cảnh là VinGroup đang phải nuôi một công ty con lỗ rất lớn là VinFast thì thực sự là cũng áp lực rất lớn đúng không ạ? Và anh chị lưu ý áp lực rất lớn. Trong khi bất động sản hiện nay của VinGroup rõ ràng được hưởng lợi từ cái việc là siết chặt bất động sản, nhưng thị trường vẫn tương đối khó khăn thành ra những nguồn thu từ VinHome, VinGroup có thể thu lại thông qua việc gọi là nhận cổ tức hoặc thông qua cái việc gọi là um, có thể là vay mượn để chuyển cho VinFast thì cũng có hạn chế Bởi vậy cho nên Vingroup vẫn còn nhu cầu đi huy động vốn thêm rất nhiều Cho dù nợ vay đã lớn Thì uh, giọt nước trà ly đó là vào ngày khoảng 25-26 tháng 10 Thì Vin đã công bố phát hành 300 triệu đô la trái phiếu Có thời hạn đến năm 2028 Thì trái chủ tức là những người mua trái phiếu được phép chuyển đổi thành cổ phiếu VinHome mà Vingroup đang sở hữu với giá 51 đến 53 ngàn đồng trên một cổ phiếu. Từ đó các trái chủ này lại đồng thời là những người đang nắm cổ phiếu Vin Vinhome. Đó, bởi vậy cho nên họ vừa mua trái phiếu để có thể chuyển đổi Vinhome, vừa sở sở hữu cổ phiếu Vinhome. Thế do đó là về cơ bản là họ cũng e ngại rằng nắm quá nhiều. Bởi vậy họ quyết định bán cổ phiếu Vinhome ra rất nhiều. Bán hết cổ phiếu Vinhome, bán cổ phiếu Vinhome ra để làm gì? Bán cổ phiếu Vinhome ra để có tiền đầu tư vào cái trái phiếu kia. Rồi, bán cổ phiếu Vinhome để giảm thiểu cái rủi ro nhiều cổ phiếu Vinhome quá. Bởi vì đến 2028 nếu Vinhome làm ăn tốt, họ hoàn toàn có thể chuyển đổi thành giá 51 đến 53, vẫn rất có lợi. Đấy là một cái cách gọi là hedging, phòng ngừa rủi ro, phòng ngừa cái vị thế của các cái tổ chức đầu tư tài chính lớn ở trên thế giới hay làm. Và ngay cả Việt Nam tôi xin lấy ví dụ như này. Ví dụ trước đây thì chúng tôi có mua một cái cổ phiếu, mua cổ phiếu cách đây 2021, 2020, 2021 mua phát hành thêm cổ phiếu VND thì ví dụ chúng tôi cầm 10.000 cổ phiếu có quyền mua 15.000 cổ phiếu vậy thì sau khi chốt quyền xong thì chúng tôi phải nộp uh, 150 triệu để mua 15.000 quyền cổ phiếu kia thì nhưng nếu mà cái cổ phiếu kia lại đợi một thời gian dài nữa mới vào mà trong khi mình lại đang cầm 10.000 cổ phiếu thế như vậy trước đây mình chỉ có mua 10.000 bây giờ lại có thêm 15.000 tiền quyền nữa là 25 25.000 cổ phiếu như vậy quá nhiều. Vậy thì chúng tôi phải làm như nào? Đó là chúng tôi bán sạch 10.000 cái cổ phiếu về nơi kia kia đi. Để lấy chính cái tiền 10.000 cổ phiếu về đây đó, nộp vào, mua 15.000 phát hành để làm sao giảm thiểu rủi ro. Còn nếu chúng tôi vẫn cứ ôm 10.000 đó, thì đến lúc mà 15.000 cổ phiếu kia về, chẳng hạn giá cổ phiếu lại giảm sâu, chẳng hạn bị áp lực bán thì sẽ rất nguy hiểm. Thì đấy là cách họ thường làm. Và khi họ mang cổ phiếu VinHome ra bán, rất mạnh như thế thì khiến Vinhome gặp sàn ngay lập tức trong phiên ATO. Và khi Vinhome là một trong những công ty rất lớn mà lại sàn ngay đầu phiên ATO và với dư bán rất nhiều triệu cổ phiếu. Điều đó khiến cho trước tiên là toàn bộ nhóm cổ phiếu Vingroup đã bị giảm sâu thì trong đó hai cổ phiếu chính là VIC và VRE đã giảm sàn với dư sàn hàng triệu cổ phiếu anh chị lưu ý như thế và khi rõ ràng một nhóm Vingroup đâu đó chiếm tỷ trọng rất lớn trong VN30 nói riêng và trong VN Index nói chung bởi vì vốn hóa các cổ phiếu này đều nhiều tỷ đô cả. Thế do đó là khiến cho toàn bộ thị trường sẽ bị bị gọi là tác động một cách gọi là tâm lý lan tỏa. Thì ví dụ như những người cầm Vinhome, VinGroup mà họ không bán được mà lại bị côn Vin họ bán các cổ phiếu khác. Rồi họ lại cho rằng là VinGroup bán này thì có thể có vấn đề gì đó thì cái tin đồn này đã đưa ra ở trên sàn rất nhiều và hiện nay ủy ban chứng khoán còn đang điều tra cơ thì khi những cái tin đồn ra như thế thì khiến cho người ta lại càng bán mạnh nhóm này và khi bán nhóm này người ta lại tìm các cái cổ phiếu xem có liên quan đến nhóm này hoặc gần gũi với nhóm này không người ta lại bán sàn tiếp thế từ đó cái hiệu ứng lan tỏa ra toàn bộ thị trường khiến thị trường chứng khoán đã có một phiên giảm điểm lên đến 50 điểm thấp tỷ 50 điểm tương đương với khoảng độ gần 5% đúng không ạ gần 5% đó đó và chúng ta có thể thấy rằng sau khi có cái sự kiện bán ra thì lúc đó Vingroup đã có cái việc gọi trình bày thì chúng ta thấy rằng cái lãi suất huy động trái phiếu là 9,5 đến 10% cũng làm cho nhiều người lo ngại rằng lãi suất đi cao quá và tương lai Vingroup còn phải huy động thêm thì với lãi suất như thế thì sẽ rất là mệt mỏi từ đó khiến cho cái dòng này giảm sâu và lan tỏa toàn bộ thị trường chứng khoán tuy nhiên cái câu chuyện chúng ta cần quan tâm ở đây đó là không phải là vì sao giảm nữa rồi mà việc giảm đã giảm rồi thì bây giờ là cơ hội hay rủi ro như thế nào và chúng ta có thể nắm bắt gì hay không thì đầu tiên về mặt rủi ro có mặt rủi ro thì rủi ro đối với những người đang cầm margin cổ phiếu rất nhiều thì rõ ràng thị trường giảm sâu như thế cầm margin thì bị áp lực rất nhiều thậm chí côn margin rồi thậm chí là lãi margin rất tăng lên hàng ngày trong khi giá cổ phiếu thì giảm đúng không ạ lỗ lỗ trồng lỗ thứ hai là đặc biệt là những người đang cầm dòng cổ phiếu VIX thì sẽ cực kỳ áp lực bởi vì nó giảm sâu quá và cộng thêm là trong tương lai thì cũng không biết thế nào cả bởi vì việc dự báo thị trường ngắn hạn rất khó và dự báo diễn biến cổ phiếu của dòng họ Vin cũng càng khó hơn bởi vì trong thời gian qua thì cứ thế mà đi xuống thôi. Đúng không? và thứ ba nữa là nhà đầu tư ngắn hạn có áp lực dòng tiền phải thu hồi lại ví dụ tôi cũng gặp cũng nhiều anh chị nhà đầu tư bỏ tiền vào thị trường chứng khoán với tâm thế bỏ vào một hai tháng rồi rút ra nhưng nếu mà bỏ vào chẳng may đúng lúc nó suy giảm khó khăn từ đầu quý 3 đến nay chẳng hạn thì sẽ rất là áp lực và vô cùng rủi ro rồi thứ tư đối với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường trên thị trường chứng khoán từ quý 3 thì khi họ mới tham gia thì rõ ràng là nhiều người thấy rằng trước đó thị trường chứng khoán ảm đạm thì họ không tham gia thì thị trường chứng khoán quý 3 bắt đầu sôi động lên nhà đầu tư mở tài khoản mới tăng đến hàng trăm ngàn tài khoản đúng không ạ thì cho thấy họ tham gia rất nhiều thì khi họ tham gia nhiều vào cái lúc ý thì thị trường lại gặp điều chỉnh chẳng hạn thì rõ ràng rất là đau đầu và rủi ro tuy nhiên thì trong nguy luôn có cơ và có tính hai mặt trong rủi ro thì vẫn có cơ hội thì uh, chúng tôi sẽ giới thiệu một chút về cái góc nhìn cơ hội từ nhà đầu tư huyền thoại của Warren Buffett Thì ông ấy đã từng nói giá là số tiền bạn trả Giá trị là thứ mà bạn nhận được Cho dù chúng ta đang nói về tất chân hay cổ phiếu Thì tôi vẫn thích mua hàng hóa có chất lượng khi thứ đó giảm giá hơn Thì áp dụng vào trường hợp này thì có thể thấy đấy như nào Đó là vì dòng họ của Vingroup giảm sàn Mà liên quan đến gần như tất cả các cổ phiếu khác cũng giảm sâu bất chấp là có ảnh hưởng hay không, có bị tác động hay không thì đó cho thấy là đang có một sự bán giảm giá. Thì uh, giảm giá như thế nào thì chúng tôi đối chiếu vào thị trường chứng khoán thì nát chúng tôi sẽ trao đổi. Thì trước tiên thì cụ Warren Buffett là một người thường giải ngân mạnh hơn vào những giai đoạn giảm sâu ví dụ như là cái giai đoạn năm 2021-22 cũng cũng giảm rất giải ngân rất mạnh vào dòng dầu khí rồi giai đoạn 2008 đại khủng hoảng tài chính thế giới thì giải ngân cũng rất nhiều vào nhóm tài chính và rất nhiều nhóm khác nữa đúng không ạ cứ đại khủng hoảng thì cụ giảm vào hay thị trường chứng khoán bán rất mạnh thì cụ cụ giải ngân đúng không ạ thì nhưng mà cụ sẽ giải ngân vào giai đoạn thị trường giảm nhưng mà giảm sâu và định giá phải rẻ chứ không phải là cứ giảm này là giải ngân đâu ạ giải ngân giảm sâu nhưng định giá phải rẻ anh chị lưu ý nha và thứ hai là cụ tập trung ở các cái doanh nghiệp mà mang lại dòng tiền lớn bền vững nhưng bị bán tháo ra ao hạt cùng với sự suy giảm của thị trường chứng khoán thì đó là một cái điều rất là tinh vi của cụ ấy tức là giải ngân những doanh nghiệp mang lại dòng tiền tốt tôi lấy ví dụ năm 2008 thì cụ đầu tiên là mua có mua cổ phiếu một ít rồi chủ yếu là cụ mua trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu Bank of America hưởng lãi suất cố định 6%. Thì cụ cứ hưởng lại 6% thôi. Thì nếu mà ngân hàng mà phát triển tốt, trả cổ tức cao chẳng hạn thì lúc ấy cụ chuyển đổi ra cổ phiếu. Còn nếu không thì hưởng cái lợi tức 6%. Thế thành ra là đến 2013, 14, 15 ấy, thì cái ngân hàng hoạt động ổn trở lại trả cổ tức rất cao, cao hơn so với so với gọi là cổ tức của cổ phiếu ưu đãi. Trái phiếu cho vay chuyển đổi, thế là cụ chuyển sang cổ phiếu thì hưởng lợi rất lớn thì đấy là những cái gọi là bí kíp học được của nhà đầu tư này vậy thì bây giờ ứng dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào thì ở thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay nếu nói về mức định giá chung thì PE hiện nay khoảng độ 13 lần tức là mức này là một cái mức gọi là thấp hơn trung bình khoảng 16 16,5 lần. Rồi PB là còn khoảng độ 1.54 lần, thấp hơn trung bình là 2.2 lần, tức là một cái mức mấy Zfin đánh giá là mức khoảng độ 8% thời gian thấp nhất của thị trường chứng khoán, 8% anh chị nhé. Thì 8% nghĩa là như nào? Nghĩa là có 100 phiên giao dịch thì chỉ có 8 phiên giao dịch từ mức này hoặc thấp hơn thôi. Đó là mức 8%. Thì như vậy so với trung bình là rẻ. Rồi tiếp theo, cái chuyện đó thì cũng tương đối quan trọng nhưng không phải yếu tố quyết định. Yếu tố quyết định đó là chúng tôi nhìn thấy trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tốt xấu đều xuống hết. Thậm chí các cổ phiếu tốt được còn định giá rẻ hơn cả cổ phiếu giấy anh chị ạ. Những cái cổ phiếu nào ở Việt Nam càng mập mờ người ta lại càng đẩy giá lên cao. Đúng không? Càng không rõ ràng kết quả kinh doanh càng biến động thì lại càng được làm giá đẩy giá. Ngược lại những cái cổ phiếu kết quả kinh doanh bền vững ổn định tốt thì lại bị bỏ quên, bị lãng quên. Và hiện nay khi thị trường chứng khoán xuống đó. do nhóm vít, vít, thế mà các cổ phiếu khác tốt xấu xuống ấy, đặc biệt những cổ phiếu tốt nhiều cổ phiếu bị bán rất sâu. Thế do đó là chúng tôi nhìn thấy một cái cơ hội đầu tư giá trị dài hạn lúc này là thuộc dạng tốt nhất. Chia sẻ của anh chị định giá rẻ nhất là phải là vào tháng 3 năm 2009, khi đó PE của thị trường khoảng 8 lần thôi. Rồi là tháng 11 năm 2022, tháng 3 năm 2020, PE thị trường khoảng độ 9.5 lần đến 10 lần hiện nay PE khoảng 13 lần. Nếu về định giá chung thị trường thì không phải rẻ nhất. Đúng không ạ? Tuy nhiên, nếu mà xét về có các cổ phiếu doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bền vững có được cái tỷ suất cổ tức cao so với lãi gửi ngân hàng tức là bằng lãi gửi ngân hàng cao gấp rưỡi, cao gấp hai lần lãi gửi ngân hàng mà hoạt động chắc chắn thì lúc này lại là một lúc nhiều nhận nhiều nhận thế do đó là chúng tôi mới thấy rằng là có một cái cơ hội đầu tư giá trị dài hạn lúc này là được đánh giá là tốt tiếp theo vậy thì ứng dụng sâu hơn vào thị trường chứng khoán việt nam nên chọn danh mục như thế nào đúng không ạ thì lúc trước là nói về cơ hội chung thì bây giờ cụ thể hơn đi thì anh zfin cho rằng là cái việc chọn một cổ thì nó cũng có những cái rủi ro là tập trung thế do đó là cái quan trọng chúng ta phải hướng đến là xây dựng một danh mục vừa phòng thủ vừa tấn công lúc này là một cái điều thuận lợi Thông thường người ta bảo là đầu tư cổ phiếu, ý, nếu cổ tức thì không có tăng trưởng, hoặc đầu tư tăng trưởng cổ tức thấp, nhưng đó là lý thuyết thôi. Thực tế hiện nay ở Việt Nam nhiều cổ tăng trưởng mạnh, cổ tức rất cao. Tức là đây là một giai đoạn chúng tôi thấy là 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 chưa có trong 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 lịch sử thị trường chứng khoán, hoặc là có rồi nhưng mà nó xuất hiện trông nhoáng rồi nó lại qua đi. Thì hiện nay là có những cổ phiếu đáp ứng được điều đó. Thì do đó là chúng ta sẽ xây dựng được một danh mục vừa phòng thủ vừa tấn công. Thì trước tiên thì danh mục cổ phiếu đó cần phải có tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao và bền vững theo thời gian. Chứ còn cổ tức là do một năm nào đó bán tài sản lợi nhuận đột biến bất thường thì không tính nhé. Phải nói là cổ tức phải của doanh nghiệp phải có sự bền vững tức là cái ngành nghề kinh doanh hoạt động rất bền vững và mang lại cái dòng tiền tốt để trả cổ tức kéo dài được trong thời trong tương lai anh chị lưu ý nha rồi thứ hai tiếp theo là đối với cổ phiếu riêng lẻ thì tùy vào việc tăng trưởng hay không hay ít hay nhiều nếu cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhiều thì cổ tức tối thiểu 4% này chấp nhận được còn nếu mà cổ phiếu mà 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 tăng trưởng ít rất chậm thì cổ tức phải 8 đến 10 phần trăm 12 thì mới chấp nhận được đó thế thành ra đối với cổ phiếu riêng lẻ thì tùy việc tăng trưởng cao hay thấp mà cổ tức tối thiểu phải 4 trăm tăng trưởng rất mạnh thì tối thiểu cũng phải 4 thì mới đưa vào danh mục xem xét rồi đối với cả danh mục chúng ta phải tính cả hai nhé thì cổ phiếu có thể là có cổ là cổ tức 4 4,5 thôi, có cổ là 10, nhưng mà có cổ 12, nhưng mà trung bình đối với cả danh mục ấy thì cổ tức phải cao gấp 1,5 lần lãi gửi ngân hàng trở lên. Đó thì lúc này cho phép chúng ta làm như thế. Tức là lãi gửi ngân hàng bây giờ khoảng 5,3, tức là 1,5 là lên đến khoảng độ 7,5 đến 8%, 7 đến 8%. Thậm chí có danh mục có thể 9% cổ tức tiền mặt. Đúng không ạ? Thì như vậy là cao hơn rất nhiều so với lãi gửi ngân hàng. Nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích a à, cái cổ này nó bền vững như thế như vậy là kể cả thị trường chứng khoán có khó khăn nhiều đi chăng nữa thì chúng ta nhận được cổ tức vẫn cao gấp rưỡi lãi gửi ngân hàng đó tức là cái phòng thủ rất mạnh đấy rồi tiếp theo nhưng mà trong giai đoạn này lại có rất nhiều các cổ phiếu lại có tăng trưởng mà vẫn trả cổ tức như thế thế cho nên lại phải hướng đến những cổ phiếu có được cái sự tăng trưởng mạnh nữa đấy mới là cái điều hiếm có và khó tìm chứ nếu mà chỉ cổ tức không mà không tăng trưởng thì dễ quá đúng không ạ thì đó là phải danh mục lại còn phải đáp ứng các cái tiêu chí như này Công ty phải có lợi thế cạnh tranh mạnh Và tốt nhất nằm top đầu ngành Top 3 trong ngành Số 1, số 2, số 3, số 4 trong ngành Top đầu trong ngành Đó Và Chiếm lĩnh được thị phần sau 2023 Tức là tôi lấy ví dụ như này Đối với ví dụ một số ngành ấy, Thì thị phần trước khó khăn thì là Trước 2022 là có 20 Nhưng sau khó khăn có thể tăng lên 23, 24% chẳng hạn đó, bởi vì sao? Bởi vì họ lấy được phần của những cái doanh nghiệp yếu kém bỏ lại đấy thì phải chọn được những doanh nghiệp như thế hay ví dụ với ngân hàng chẳng hạn thì những những cái ngân hàng phải có tăng trưởng tín dụng phải cao hơn so với tăng trưởng tín dụng trung bình của ngành cơ đó và có được lợi thế cạnh tranh tức là có được giá vốn hợp lý này có được nguồn khách chất lượng này rủi ro thấp này đó họ chiếm lĩnh được thêm thị phần của những cái doanh nghiệp khá khó này đúng không ạ đó đấy là đấy là cái cái câu chuyện về tăng trưởng rồi tiếp theo đối với mỗi cổ phiếu thì tăng trưởng tối thiểu phải được 5% tức là những cái cổ phiếu mà cổ tức cao 8 9 10% thì phải cố tối thiểu phải tăng trưởng lợi nhuận được 5% trong khoảng 3 năm tới. Mỗi năm 3 năm tới. Còn đối với một cái danh mục chung ấy thì trung bình tối thiểu phải tăng được 9% lợi nhuận cổ tức hàng năm. Đó thì thì nó mới đáp ứng được yêu cầu. Tức là như này, có thể chọn những cái cổ cổ tức như lên đến 10 11%. Tăng trưởng có 5% một năm thôi Nhưng mà ngược lại có những cái cổ mà Cổ tức thấp hơn khoảng 6, 7%, 4, 5% Nhưng tăng trưởng của họ lên đến 15% một năm chẳng hạn à? Thế thì làm sao cái danh mục của chúng ta ấy Thì tăng trưởng tối thiểu phải được 9% một năm Đó, thì tức là chúng ta nhìn thấy xem Cổ tức thì tối thiểu 7,5 đến 8 Tăng trưởng tối thiểu 9% Nếu kết hợp luôn cả cổ tức cả tăng trưởng nó lên đến khoảng 16, 17, 18% Như vậy rất tốt, đúng không ạ? thì nếu mà định giá vẫn giữ nguyên thì mỗi năm chúng ta hoàn toàn có thể đạt được lợi nhuận 16, 17, 18%. Nhưng mà còn thêm cái yếu tố thứ ba đây và yếu tố thứ tư nữa. Đó là để đáp ứng được cái việc vừa tăng trưởng vừa trả cổ tức ý, thì phải là doanh nghiệp có cái hiệu quả kinh doanh rất cao. Tức này lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tối thiểu phải hơn 15%. Đấy là đối với một cổ phiếu nào đó, trong bất kỳ một cổ phiếu nào đó trong danh mực. Index thì có 12%, như vậy là cổ phiếu tối thiểu phải hơn 5%. 15% như vậy là cao hơn so với VN Index Nhưng xét cả danh mục ấy Thì nếu có cổ phiếu mà ROE 15% thì phải có cổ phiếu hai mấy phần trăm Để cân bằng lại làm sao cho ROE của danh mục tối thiểu phải được 18% Gấp 1,5 lần so với VN Index Đó Như vậy chúng ta có thể thấy Cái việc cổ tức VN Index của có 1,5% Mà chúng ta làm được 7,5% Tức là cao gấp 5,6 lần 5 lần Rồi tiếp theo là cái vấn đề tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp ở VN Index khoảng độ 7-8% năm thì chúng ta đạt tối thiểu 9% tức là tăng trưởng danh mục chúng ta cao hơn Index rồi hiệu quả kinh sinh lời ROE này cao hơn Index tiếp rồi tiếp theo định giá lại phải rẻ hơn Index bằng cách là với các cổ phiếu thì không chọn cổ phiếu nào PE quá 13,5 lần tức là tương đương với Index không chọn cổ phiếu nào PE cao hơn còn đối với toàn bộ danh mục thì không cổ phiếu nào PE trung bình danh mục PE của danh mục nhé phải dưới 9 lần Tốt nhất là chọn được khoảng 8 lần, 7 lần thì tốt. Đó thì tức là định giá thấp hơn in index. Tổng kết lại thì lúc này chúng ta có cơ hội để xây dựng danh mục có những điều kiện như sau. Thứ nhất, cổ tức cao gấp 5 lần index. Cao gấp 5 lần trung bình thị trường. Thứ hai, đó là tăng trưởng thì phải cao hơn so với tăng trưởng index một chút. Thứ ba là cái hiệu quả kinh doanh phải gấp rưỡi so với hiệu quả kinh doanh chung của toàn bộ thị trường chứng khoán. Và yếu tố thứ tư là định giá phải rẻ bằng 2 phần 3 so với định giá của thị trường chứng khoán. Thì lúc đó chúng ta được một cái danh mục gọi là tốt, thậm chí là xuất sắc. Thì khi đó về lâu dài chúng ta sẽ gọi là có được cái lợi nhuận cao hơn so với lợi nhuận thị trường. Ví dụ thị trường giảm 10% chẳng hạn, chúng ta giảm ít hơn khoảng 5-7% thôi. Thị trường mà tăng 30% có khi chúng ta tăng 6-70%, 80%. Đó thì, đó. Và đặc biệt là một cái danh mục này ấy, là một cái danh mục mà khi khó khăn nhất chúng ta vẫn nhận được cổ tức cao hơn so với tiền đem gửi ngân hàng còn khi thuận lợi thì cái việc tăng giá của nó lại rất mạnh Đó, thì đấy là cái tiêu chí chúng ta cần phải xây dựng và trao đổi cùng anh chị là trước đây thì azfin cũng chú trọng một phần như thế nhưng thực sự với anh chị là trước đây thì cũng gọi là hơi phong túng một chút thế thành ra là doanh mục không thể bằng bây giờ được đó, và chúng tôi cũng liên tục tích lũy kinh nghiệm. Tuy rằng là à, là có kinh nghiệm 16 năm, 15 năm, 16 năm nhưng vẫn liên tục học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm. Và hiện nay rút ra được cái việc xây dựng thì hiện tại tốt như thế. Và chúng tôi cũng scan qua cái kết quả kinh doanh quý 3 2023 và đánh giá lợi thế cạnh tranh, đánh giá về ROE, đánh giá về PE, đánh giá về cổ tức, đánh giá về triển vọng, đánh giá vân vân. Chúng tôi nhận thấy rằng có khoảng 10 năm cổ phiếu đáp ứng được các tiêu chí để cho vào một cái một một group. Tất nhiên những cái cổ phiếu mà thanh khoản 5.000, nghìn, 10.000, nghìn, 20.000 nghìn chúng tôi không tính. Đúng không ạ? Nhỏ quá không tính, vân vân không tính mà phải đáp ứng đủ tiêu chí. Thì có khoảng 10 năm cổ phiếu đáp ứng được tiêu chí, kết hợp được thành danh mục cổ phiếu như vậy. Và cái tư duy chiến lược này thực ra chúng tôi đã giới thiệu lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì áp dụng ngày càng sâu sắc hơn. Ngày trước thì chúng tôi chỉ mong cổ tức danh mục khoảng 2, 3% nhưng bây giờ phải lên 7, 8%. Đó là tiêu chí 3P của AZFIN Việt Nam đã gửi đến anh chị vài năm nay rồi đó là đầu tiên là phải tăng trưởng một cách bền vững cơ không phải tăng trưởng sốc thứ hai là cổ tức phải cao mà cổ tức phải là cổ tức tiền nhé và so với giá thị trường nhé chứ không phải so với mệnh giá và thứ ba là định giá phải rẻ thì để cổ tức cao mà tăng trưởng tốt thì dĩ nhiên roe phải cao rồi và cuối cùng là định giá rẻ đúng không ạ đó thì đấy là những cái tiêu chí để có thể lựa chọn được và hiện nay trên thị trường là có khoảng 10 năm mã cổ phiếu tương đối to tương đối uy tín mà có thể đáp ứng được các cái tiêu chí như thế thì anh chị áp dụng và lựa chọn cổ phiếu nhé thì nhân đây cũng trao đổi thêm với anh chị ở workshop số 5 vào đúng tối ngày mùng 1 tháng 11 năm 2023 này thì Zfin sẽ có một cái workshop là liên quan đến cập nhật đánh giá toàn diện kết quả kinh doanh quý 3 năm 2023 bên cạnh đó thì cung cấp thêm cho anh chị tức là workshop này là gấp đôi của mọi workshop khác tức là cung cấp cho anh chị thêm cả cái kiến thức về phân tích định giá cổ phiếu bất động sản và kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp đấy. Thì ở cái workshop năm này thì AZFIN sẽ gửi đến anh chị tham khảo một nhóm các cổ phiếu đạt tiêu chí 3P để xây dựng danh mục như ở trên. Tức là như này, tăng trưởng mà cao, cổ tức cao, ROE cao và định giá rẻ để các anh chị có thể tham khảo uh, uh, và tự xây danh mục cho mình. Thì trên đây chính là những cái nội dung mà AZFIN muốn gửi đến các anh chị từ cái việc là nhóm VIX, VINHOME, VRE giảm mạnh thì rủi ro hay cơ hội dưới góc nhìn của buffet và áp dụng thực tiễn vào thị trường chứng khoán việt nam chúc các anh chị thành đạt xin chào và hẹn gặp lại